Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Sức Khỏe TV. Quý vị thân mến, hiện nay nhiều bậc phụ huynh đã cho con sử dụng điện thoại và các thiết bị điện tử từ rất sớm. Để dụ các con ăn, các bậc phụ huynh cũng sẵn sàng để cho con xem video trên điện thoại thông minh. Muốn cho con chơi ngoan để cha mẹ làm việc, chiếc điện thoại cũng trở thành vật hữu dụng giúp gia đình tránh được những tiếng khóc, tiếng ỉ ôi và quát tháo trong gia đình. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại có ảnh hưởng rất xấu đến sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần của trẻ, cũng như ảnh hưởng rất lớn đến tương lai của trẻ. Một trong những ảnh hưởng xấu của việc sử dụng điện thoại di động đó là nguy cơ mắc ung thư não. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã gật đầu nhấn mạnh rằng bức xạ điện thoại di động có thể gây ra ung thư cho con người. Điều đáng nói là trẻ em có khả năng hấp thụ hơn 60% bức xạ nó vào não hơn cả người lớn. Da, mô và xương của bé hấp thụ bức xạ gấp đôi so với người trưởng thành. Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng chỉ với 2 phút của cuộc gọi điện thoại có thể thay đổi hoạt động trong não của trẻ trong 1 giờ sau đó. Các sóng vô tuyến từ điện thoại di động xâm nhập vào sâu vào não, làm hoạt động của não bị xáo trộn, giảm khả năng học tập của trẻ em, thậm chí nó có thể ảnh hưởng đến tâm trạng và khả năng học tập trong lớp nếu trẻ sử dụng điện thoại trong giờ giải lao. Tiến sĩ David David, một nhà nghiên cứu sức khỏe môi trường, người đứng đầu tổ chức Environmental Health Trust, cảnh báo trẻ em, phụ nữ mang thai không nên tiếp xúc quá nhiều với điện thoại di động, máy tính bảng có sử dụng Wi-Fi bởi chúng là nguồn bức xạ có thể gây ung thư. Theo phân tích chuyên sâu của tiến sĩ Dave, bộ não của trẻ nhỏ chứa nhiều dung dịch hơn của người lớn và có hộp sọ mỏng hơn. Điều này ảnh hưởng tới lượng bức xạ được hấp thụ, khiến cho chúng dễ bị tổn hại hơn so với người lớn. Với trẻ em, thiếu niên sử dụng điện thoại di động từ khi còn nhỏ, nguy cơ mắc ung thư não sẽ cao hơn khoảng 4-5 lần so với những đứa trẻ không sử dụng. Vì thế, hãy hạn chế thời gian sử dụng điện thoại cho bé. Theo Viện Nghiên cứu Y khoa Trẻ em Mỹ và Hội Y khoa Canada cảnh báo rằng không nên cho trẻ từ 0-2 tuổi tiếp xúc với thiết bị điện tử dưới mọi hình thức nào. Còn với trẻ từ 3-5 tuổi thì hạn chế 1 tiếng trên ngày. Và từ 6-18 tuổi thì thời gian tiếp xúc chỉ nên ở mức 2 tiếng một ngày. Ảnh hưởng xấu tiếp theo của việc sử dụng điện thoại di động đó là thị lực kém, mắc các bệnh về mắt. Mắt trẻ nhỏ rất yếu nên không thể chịu được cường độ ánh sáng mạnh. Khi cầm điện thoại, trẻ thường xuyên nhìn chằm chằm và kề sát vào màn hình. Mắt trẻ đang trong quá trình phát triển, bức xạ từ điện thoại sẽ tác động trực tiếp đến thị giác vốn đã yếu ớt của trẻ. Việc này có thể khiến đôi mắt của bé bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Bé nhanh chóng cảm thấy nhức mắt, khô mắt, thậm chí là mờ dần. Sử dụng thiết bị di động trong thời gian dài khiến trẻ suy giảm thị lực và gây ra nhiều các bệnh về mắt. Thậm chí các bà mẹ mới sinh con khi dùng điện thoại để chụp lại những khoảnh khắc của trẻ cũng rất dễ làm tổn thương giác mạc mỏng manh ở trẻ. Trên thực tế, có một số trường hợp trẻ bị mù hoặc giảm thị lực chỉ vì người lớn chụp ảnh mà quên mất không tắt đèn flash. Ảnh hưởng xấu của việc sử dụng điện thoại di động đó là chậm phát triển, kém thông minh, hạn chế khả năng giao tiếp. Các chuyên gia đều khẳng định bức xạ điện thoại khiến trẻ chậm phát triển. Nghe điện thoại cạnh trẻ sơ sinh cũng làm tăng lượng bức xạ. Đặc biệt nếu cha mẹ sạc điện thoại ở gần nơi trẻ đang nằm thì bức xạ cao hơn gấp 1.000 lần bình thường. Đây cũng là một trong những lý do khiến trẻ thường quấy khóc và chậm lớn. Video và trò chơi trực tuyến cũng hạn chế những sáng tạo và trí tưởng tượng mới chớm nở của trẻ, làm chậm phát triển giác quan vận động và thị giác. Theo một nghiên cứu, điện thoại thông minh thực sự có hại cho khả năng học hỏi của trẻ vì nó làm trẻ sao lãng sự chú ý. Các thiết bị này cũng tác động đến sự phát triển giác quan vận động và kỹ năng vận động, việc cầm nắm đồ vật, ảnh hưởng đến khả năng học tập môn toán và môn khoa học. Bác sĩ Jenny Radicki, giảng viên lâm sàng nhi khoa tại Đại học Boston nói. Ngoài ra, việc trẻ em hiện nay dành quá nhiều thời gian giao tiếp thông qua công nghệ thì chúng sẽ không phát triển kỹ năng giao tiếp cơ bản mà con người đã sử dụng từ lâu đời. Vẹo cổ,
Thoái hóa đốt sống cổ sớm ở trẻ nhỏ cũng là một trong những tác động xấu của việc sử dụng điện thoại di động nhiều. Khi trẻ em chơi trò chơi hay xem phim trên smartphone, chúng thường ngồi bất động và giữ tư thế trong một khoảng thời gian dài, hoặc nằm ngẹo đầu, ngẹo cổ. Lâu và thường xuyên như vậy, cổ của trẻ sẽ bị vẹo cổ và gây thoái hóa đốt sống cổ sớm ở trẻ em. Cách ngồi sai như vậy không thể hiện tác hại ngay lập tức. Trẻ sẽ cảm thấy đau từ từ mỗi hôm một ít, cộng với ban đêm ngủ trong phòng điều hòa lạnh, đặc biệt dễ bị tổn thương nên sẽ dẫn tới tình trạng cứng cổ. Trẻ em trong một thời gian dài ngồi yên một chỗ để chơi iPad, điện thoại di động sẽ gây ra đau cơ cổ, căng thẳng, co thắt dây chằng. Nếu không can thiệp, nguy cơ trong tương lai sẽ bị thoát vị đĩa đệm cột sống cổ và các bệnh khác về cổ. Hơn nữa, các bức xạ có tác hại phát ra từ điện thoại di động có thể gây tổn thương DNA, từ đó dẫn tới thoái hóa thần kinh, tăng khả năng mắc bệnh tâm thần. Theo các chuyên gia, dành quá nhiều thời gian trên smartphone hoặc máy tính bảng là một yếu tố làm tăng khả năng trầm cảm, lo âu, rối loạn phản ứng gắn bó, thiếu tập trung, rối loạn tâm thần và hành vi của trẻ có vấn đề. Theo kết quả nghiên cứu gần đây của Smart Monitoring the Future, thanh thiếu niên càng ngày càng dành nhiều thời gian dùng điện thoại, càng cảm thấy không hạnh phúc, bé dễ bị tách ra ở riêng một mình, thậm chí nhiều trẻ bị mắc chứng bạo lực Internet hoặc có những hành vi không bình thường. Phải công nhận rằng điện thoại thông minh luôn có sức hút khủng khiếp, nhất là trẻ em. Điều này khiến trẻ chỉ thích ở nhà, không muốn ra ngoài và tiếp xúc với mọi người. Mối quan hệ bạn bè của trẻ bây giờ chỉ giới hạn trong màn hình điện thoại trước mắt. Đây cũng là một trong những lý do nhiều thanh thiếu niên khó hòa nhập khi bước ra thế giới thực. Thoái hóa tình cảm gia đình. Khi trẻ dành quá nhiều thời gian cho smartphone, chúng sẽ không còn quan tâm tới bố mẹ hay các thành viên khác trong gia đình nữa. Nhiều khi chúng còn không biết mọi người trong gia đình đang làm gì và nói gì. Nhiều trẻ coi trọng điện thoại di động đến mức như một vật bất ly thân, hơn cả người thân và những thứ khác. Thậm chí khi bị tịch thu smartphone, chúng sẽ trở nên nổi giận, khóc lóc và oán trách bố mẹ. Chính smartphone đã tạo ra bức tường ngăn cách con cái với cha mẹ, anh chị và người thân. Trẻ dễ thu mình, xa lánh với xã hội chỉ với một cái điện thoại. Trẻ còn nhỏ dễ bị hấp dẫn bởi những trang web bạo lực, khiêu dâm, phản xã hội hoặc các mạng xã hội, từ đó ảnh hưởng xấu đến tâm lý và phát triển nhân cách. Theo chuyên gia tâm thần học lâm sàng người Mỹ, Jim Chen cảnh báo, trẻ em ngày nay thường dành nhiều thời gian ở nhà để sử dụng mạng xã hội. Bọn trẻ chỉ quan tâm đến việc có bao nhiêu lượt thích và bình luận thay vì quan tâm đến những người thân trong gia đình. Vì thế, lời nói, sự tiếp xúc giữa cha mẹ với con cái và quá trình chơi với con không chỉ giúp não trẻ phát triển mà còn tăng cường sự gắn kết tình cảm gia đình. Đây là điều mà smartphone không làm được. Giảm sút khả năng học tập. Nếu bé sử dụng điện thoại để học tập, nâng cao vốn kiến thức sống của mình thì điều đó càng được khuyến khích. Tuy nhiên, trên thực tế thì hoàn toàn khác. Những đứa trẻ, đặc biệt vào tuổi đi học, thanh thiếu niên, sử dụng điện thoại chủ yếu để chơi game, trò chuyện với bạn bè và xem những kênh giải trí. Nhiều học sinh ngày nay đi học là phải có điện thoại di động. Chúng nói chuyện điện thoại trong thời gian rảnh và gửi tin nhắn trong các lớp học. Vì vậy, nhanh chóng, dễ dàng sao lãng bài học và tụt lại phía sau so với các học sinh khác. Một nghiên cứu của Đại học Boston cho thấy 60% các bậc cha mẹ ở Anh không giám sát việc sử dụng công nghệ của con em mình. 75% trẻ được phép dùng đồ công nghệ trong phòng ngủ. Chính vì điều này mà 75% trẻ em trong độ tuổi từ 9 đến 10 bị thiếu ngủ và làm điểm số ở trường học giảm xuống. Gây mất ngủ. Nghiên cứu của Hiệp hội Tâm lý học Anh cho biết trẻ em dành thời gian sử dụng smartphone thường bị mất ngủ, từ đó dẫn đến những vấn đề về sức khỏe, học tập suy giảm, hành vi sai trái, giảm khả năng nhận thức. Nguyên nhân bởi vì smartphone phát ra những ánh sáng được gọi là ánh sáng màu xanh, gây ức chế sự sản xuất hormone melatonin, gây ngủ và phá vỡ nhịp sinh học của con người. Béo phì. Một nghiên cứu lớn của các chuyên gia trường sức khỏe công cộng
thuộc Đại học Harvard, Mỹ cho thấy những trẻ em dùng máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh hơn 5 tiếng mỗi ngày thì tăng 43% nguy cơ bị béo phì. Lý do là trẻ nghiện thiết bị di động thì ít tập thể dục hơn và có chế độ ăn kém lành mạnh hơn. Giảm trí nhớ, khó tập trung. Một số nghiên cứu cho thấy trẻ em dùng nhiều thời gian cho smartphone dễ mắc các chứng rối loạn khó tập trung hoặc hiếu động thái quá. Theo nghiên cứu của Tổ chức Sinh sản Quốc gia Đan Mạch, hành vi của trẻ có thể chịu ảnh hưởng từ khi còn trong bụng mẹ do bố mẹ dùng điện thoại. Bên cạnh đó, các nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng việc sử dụng nhiều smartphone sẽ làm khả năng phòng vệ của não sẽ mất đi tác dụng dẫn đến các bệnh thần kinh và các bệnh về não như giảm trí nhớ trầm trọng, bệnh Parkinson và làm tăng nguy cơ về các bệnh xơ cứng. Từ các ảnh hưởng xấu của việc sử dụng điện thoại di động ở trên, sau đây là lời tổng kết từ các chuyên gia. Nhắc lại một lần nữa, dựa trên các kết quả nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Y khoa Trẻ Em ở Mỹ và Hội Y khoa Canada cảnh báo không nên cho trẻ từ 0 đến 2 tuổi tiếp xúc với thiết bị điện tử dưới mọi hình thức nào. Với trẻ từ 3 đến 5 tuổi thì hạn chế 1 tiếng trên ngày và từ 6 đến 18 tuổi thì thời gian tiếp xúc chỉ nên ở mức 2 tiếng mỗi ngày. Cha mẹ cũng nên xem TV cùng con để lựa chọn chương trình phù hợp cũng như đặt ra những câu hỏi nhằm kích thích tư duy giúp trẻ phân biệt đúng sai và thu nhận lại những lợi ích mà TV đem lại. Bên cạnh đó, các trò chơi vận động và các môn nghệ thuật sẽ giúp trẻ phát triển thể chất và tinh thần vui vẻ. Như vậy, trẻ sẽ không còn nhiều thời gian dành cho những chiếc điện thoại thông minh và đem lại sức khỏe thể trạng tốt cho trẻ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video này. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.